Xin chào tất cả cô chú anh chị em và nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn tất cả đã luôn ủng hộ và xem kênh của em. Hôm nay em giới thiệu một miếng đất full thổ cư mặt tiền đường xe tải, cách quốc lộ 50 1 km. Hướng này quý vị đi về thị trấn Cần Đước. Còn hướng này quý vị đi về thị trấn Cần Giuộc, rẽ tay trái là về thành phố Hồ Chí Minh. Miếng đất em đang giới thiệu cho cô chú anh chị em là miếng đất full thổ cư tọa lạc tại Kế Mỹ, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Bây giờ em xin mời tất cả cô chú anh chị và nhà đầu tư song hành cùng em vào tới miếng đất. Đây là cái con đường vào đất, con đường là Phước Lâm, Trường Bình. Đây là quốc lộ 50. Xung quanh là nhà dân sinh sống đông đúc, nhiều tiện ích nha quý vị, chợ ha, trường học. Con đường Phước Lâm Trường Bình đầu tiên vô là có một trường học nè, trường tiểu học Lộc Tiền nè quý vị. Khu vực rất có tiềm năng cao ha, có đèn đường camera rất là an ninh nha quý vị. Quý vị về đây mua đầu tư xây nhà ở, nhà bán hoặc cho thuê là hợp lại nha. Xin mời cô chú anh chị em và nhà đầu tư xem hết video của em, quay cụ thể chi tiết giá cả thông tin vị trí miếng đất. Rồi ở đây có cái ngã ba này là cái hướng vào đất. Đây là con đường, đường này là đường tập đoàn 8, con đường này là đường Phước Lâm Trường Bình. Quý vị cứ đi thẳng 2 km nữa quý vị rẽ tay phải là quý vị ra ngã ba xã Mỹ Lộc. Còn hướng này vào đất, từ đây vào tới đất là 1 km. Còn ngoài đó là quốc lộ 50, kế bên là có chợ Kế Mỹ, trường học, trạm y tế, đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Rồi em xin mời nha, một miếng đất em đang giới thiệu là một đất full thổ cư, sổ thể hiện lối đi, mặt tiền đường tập đoàn 8 này luôn nha quý vị. Ở đây là con đường này là trọng tải xe tải 2,5 tấn ra vào thoải mái nha. Vậy tới vị trí đất của em đang giới thiệu cho cô chú anh chị em mà. Xung quanh là nhà đông nha, có đèn đường, camera, điện nước, internet đầy đủ. Quý vị mua miếng đất này, quý vị về xây cắt ở liền nha, xin giấy phép xây ở liền nha. Đất thổ cư, sổ hồng riêng, xây dựng tự do nha quý vị. Rồi tới miếng đất của em rồi, khu nhà rất là đông nha. Ở đây là có tiệm tạp hóa nè, gần khu vực này là có trạm y tế, Bách Hóa Xanh là đầy đủ nha quý vị. Ở ngoài quốc lộ 50 là có một cái chợ là chợ Kế Mỹ á quý vị. Nó kế bên này chợ Kế Mỹ luôn, là quốc lộ 50 và con đường Phước Lâm Trường Bình tới vị trí đất của em nè quý vị. Nha, đường thì đường trước đất là đường bê tông. Trọng tải xe tải 2,5 tấn ra vào thoải mái nha quý vị. Có đèn đường nè, camera nè, đường thông thoáng nha quý vị, xung quanh đất nè. Để em quay một vòng cho cô chú anh chị dễ hình dung ra nha. Đất em là sạch sẽ, nền cao ráo,
khu vực rất có tiềm năng cao ha, nhà dân sinh sống rất là đông đúc, xung quanh là không có mò mã gì trơn nha quý vị. Rồi em xin phép nói về cái diện tích đất của em. Đây là cái cọc nè, ranh giới rõ ràng cụ thể nha quý vị. Đây, từ cọc này qua cọc bên này chạy dài ra tới phía sau, nó phía sau là có cấm cọc rõ ràng nha quý vị. Đó, từ mí bên đó qua tới bên này là đất em á, là đặc biệt là có sơn màu đỏ, quý vị dễ hình dung ra đó, cái chiều dài nghe quý vị, nó sơn màu đỏ nha, cọc ở nằm với phía sau, túi phía sau đó sơn màu đỏ. Diện tích chiều dài là 25 m nha quý vị, chiều ngang đây từ cọc này qua này là 4 m, đầu 4 m, đuôi 4 m, là vuông vức đẹp, nền cao ráo, đất thổ cư sổ hồng riêng, tọa lạc tại Kế Mỹ, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An, đường trước đất là đường xe tải. Chỉ có một nền này duy nhất, hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị và nhà đầu tư. Quý vị nào mà muốn mua đầu tư, xây nhà ở, xây nhà bán thì xin liên hệ số điện thoại hotline trên màn hình trực tiếp trên 24/24 nha. Giá bán là 980 triệu, thương lượng nhẹ, bao giấy tờ thế công chứng cho quý vị luôn. Chỉ có một nền duy nhất thôi nha quý vị, ngang 4 và 25, full thổ cư, sổ hồng riêng, công chứng liền trong ngày nha quý vị. Rồi, em xin phép nói thêm một cái lần, nói thêm một lần nữa rồi em kết thúc video luôn. Miếng đất của em là một miếng đất full thổ cư, mặt tiền đường xe tải, cách quốc lộ 50 1 km, ngang 4 và 25, tọa lạc tại Kế Mỹ, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Ngang 4 và 25, giá bán 980 triệu, thương lượng nhẹ, bao giấy tờ thế công chứng nha quý vị. Nhanh tay lên nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả luôn xem và ủng hộ em. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi video tiếp theo cũng như là giá cả thị trường của bất động sản Cần Giuộc, Long An. Em xin chào và hẹn gặp lại.